xin chào tất cả các bạn nhé. Chào bạn đến với video tiếp theo của mình. Chúc bạn ngày mới thật nhiều vui vẻ nhé. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một con diều 2,5 m các bạn ạ. 2,5 m nhé. Con diều này là con diều xương cá. Một con diều xương cá màu vàng. Con diều này mình mới đặt về các bạn ạ. Không phải là mình đặt về đâu, mình chỉ gọi là đặt áo với đặt khung về thôi. Còn mình hoàn thiện lại nguyên một con diều này rồi mình bán cho các bạn nhé. Đấy, có một bạn con diều này thì mình bán cho bạn ấy. Thế nào hôm nay mình sẽ test con diều này cho các bạn xem. Con diều này mình mới hoàn thành nhé. Con diều này con diều full carbon. Đây các bạn ơi, full carbon này chỗ này nhé. Cho các bạn xem, mình sẽ cởi ra chỗ này bên dưới này nè. Đây. Đây, trong đây thì là full carbon các bạn nhé. Carbon ở chỗ này là vải. Chỗ này là mình buộc với cả mình lấy dây co nhiệt vào nên là nó sẽ được như này này. Đó. Full carbon ở giữa là cây gôn như các bạn biết không? Cái gậy gôn này. Bây giờ trong đấy là carbon nhé. Khung này là carbon này. Con vàng đấy. Giờ mình sẽ test con diều này cho các bạn xem nhé. Mình sẽ nhờ một thằng em của mình. Quân ơi! Đâm diều! Đấy, một con siêu phẩm này giờ mình sẽ đâm lên các bạn nhé. Không biết là nó có lên được không chứ. Nói đùa các bạn vậy thôi. Chứ còn diều mình mà làm mà không may được thì hơi bị kém. Đấy. Rồi đâm con này lên các bạn. Đây các bạn nhá, giờ mình sẽ nhờ thằng em mình đâm một phát cho các bạn xem. Con này đâm một phát lên luôn nhá. Đây, con đâm cho này, cầm thẳng lên. Thì đâm chắc tèo nhá. Ok. Quay cho sàn này.
với hơi nánh sang bên này một tí. Ăn luôn nèo đầu các bạn nha, đầm phát lên thẳng đứng luôn. Thì các bạn xem trên video trên Flycam thì các bạn cũng đã biết được con này mình đâm phát con này chịu gió cực kỳ đó các bạn nhé. Giờ con này mình sẽ kéo xuống, mình sẽ chỉnh lại một chút về cái phần nó bị nánh. Đấy, các bạn nhìn này, thẳng đầu luôn nha các bạn nhé. Đấy, các bạn thấy không? Thẳng đét đầu luôn. Cao ấy. Căng cái này lên căng. Mời em về nha. Tớ cứ đây với anh đi. Em về em làm, cần câu em đi câu cá. Con này hơi nánh, hơi bị nánh một tí các bạn ạ. Chỉnh nánh một tí luôn là cân luôn các bạn nhá. Không biết là nó bị nánh ở cái bộ phận như nào. Kéo xuống mình sẽ chỉnh cân lại cho bạn ấy, để bạn ấy về chơi con này mà về cộng sáo thả là ok luôn các bạn nhá. Xương cá, con này giống cái con cũ của mình các bạn ạ. Giống cái con cũ nhưng con cũ của mình nó to hơn, con cũ của mình 4 mét cơ. Nếu nữa mình sẽ hoàn thành lại cái hoàn thiện lại cái con diều đấy các bạn nhá. Ui, máy bay trước kia luôn. Đâu? Kia ấy. Kia. Mày cào thế mày bảo. Con này mình kéo mình bắt tận tay cho các bạn xem nhá. Con này thì lên khỏi bàn rồi. Con này bắt tận tay luôn các bạn nhá. Quay xa xa. Nhẹ dễ lên đấy các bạn. Đứng, con này đứng, các bạn đứng trên trần giật giật lên. Nắp nhà giật lên. Đã dễ lên nha các bạn nhé. Đấy. Tận tay. Bắt tận tay kẻ tận mắt luôn. Được. Hào án. Giờ mình sẽ chỉnh một tí sang bên tay này các bạn nhé. Nói con này. Đó, chỉnh một tí thôi. Chỉ cần chỉnh một chút thôi các bạn. Mai con này mình sẽ gói hàng cho cái bạn kia. Bạn kia mua con diều này 2,5 mét của mình. Đấy. Cứ bạn nào mua thì các bạn nhắn tin Zalo cho mình nhé. Mình sẽ làm đảm bảo bạn hoàn thiện cho nó lên cao thì mình mới bán. Không lên thì mình không bán đâu các bạn. Mà phải lên thì mình mới bán các bạn. Con này. À thôi, con này để tự anh hất được. Về đi. Con này mình sẽ hất lại từ đầu cho các bạn xem nhá. Hất một phát rồi. Đúng một lần thôi. Vừa xong hất gần quá các bạn thông cảm nhé. Mình hơi chém gió rồi. Con này hất đứng từ xa. Mình kéo mình chủ quan mình kéo gần quá thế là nó không lên được. Thôi giờ con này vừa xong nó không bị nánh nữa. Kéo một phát nữa các bạn nhé. Kéo. Thank you.
tầng dưới gió bé quá, tầng dưới không có gió. Giờ tầng trên thằng em mình cứ nay đâm, nó đâm từ xa cơ, vẫn giật được, nhưng mà có điều là nó gió nó bé, thế là bên dưới mình không kéo được. Giờ mình sẽ kéo xuống các bạn nhé. Giờ chỉnh lại nó cân lên ngon rồi. Đó, các bạn thấy không, rất là nhẹ nhàng luôn nhá. Thì cuối cùng là mình cũng thả con diều này nên ok và thành công rồi. Cực kỳ căng đét luôn, nét này đẹp luôn các bạn nhá. Mặc dù là con diều này mình hất gió ở bên dưới thì các bạn thấy là thì là nó không phải là nó không lên được, mà nó gió nó bé, bên dưới tầng dưới nó bé thôi. Còn nếu mà đâm từ xa là lên luôn các bạn nhá. Con này về mà cõng sáo đấy các bạn này. Là ở đây có nguyên một cái cọc đây, ống này các bạn nhá. Cái ống này về nhét cọc sáo vào là lên luôn. Đó. Giờ có lẽ là mình sẽ kết thúc clip tại đây các bạn nhá. Nếu các bạn thấy video của mình hay thì hãy cho mình xin một like và một đăng ký kênh để ủng hộ video của mình nhá. Thì mong rằng các bạn sẽ xem video và bình luận những cái ý tưởng mà nó thật là độc lạ để cho mình làm theo các bạn nhá. Cái ý tưởng nào nó lạ quá thì thôi, còn ý tưởng nào mà nó cảm giác mình làm được thì mình làm. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau nhé. Bye bye. Thì mình cũng xin giới thiệu một cái nick. Ok, đây chính là nick Facebook của mình nhá. Mọi người có thể kết bạn với Facebook của mình nhá. Đó, Nguyễn Đức Quang này. Chụp ảnh với anh Nguyễn Thành Nam nhá. Đó, ok.